xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi và ủng hộ cho các cơ sở thương mại đã luôn đồng hành cùng đài truyền hình IBC TV. Quay trở lại với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp ngày hôm nay. Tiếp theo sẽ là bản tin về việc Meta bị Liên Âu phạt kỷ lục 1,2 tỷ euro vì chuyển dữ liệu đến Hoa Kỳ. Meta đã bị cơ quan quản lý quyền riêng tư hàng đầu tại Liên Âu phạt tiền kỷ lục là 1,2 tỷ euro, tương đương với 1,3 tỷ Mỹ Kim, vì nắm giữ thông tin người dùng và đưa ra 5 tháng để ngừng chuyển dữ liệu của người dùng sang Hoa Kỳ. Khoản tiền phạt do Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu DPC của Ireland áp đặt liên quan đến việc Meta tiếp tục chuyển dữ liệu cá nhân về Hoa Kỳ. Theo một tuyên bố của DPC vào hôm thứ Hai, khoản tiền phạt đã vượt quá mức phạt kỷ lục 746 triệu euro trước đó của Liên Âu về quyền riêng tư của Luxembourg đối với Amazon.com Inc. vào năm 2021. Meta cho biết trong một tuyên bố rằng họ sẽ kháng cáo phán quyết bao gồm cả khoản tiền phạt vô lý và không cần thiết, đồng thời yêu cầu tòa án hoãn thi hành lệnh. Cuộc chiến kéo dài về nơi Facebook lưu trữ dữ liệu của họ đã bắt đầu từ một thập kỷ trước, sau khi nhà vận động quyền riêng tư người Áo là Max Stram đưa ra một thách thức pháp lý về nguy cơ bị Hoa Kỳ rình mò trước những tiết lộ của cựu nhà thầu cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ là Edward Snowden. Meta cho biết vào tháng trước rằng họ mong đợi một hiệp ước mới tạo điều kiện chuyển an toàn dữ liệu cá nhân của công dân Liên Âu sang Hoa Kỳ sẽ được thực hiện đầy đủ trước khi phải tạm dừng chuyển. Các giới chức của Liên Âu và Hoa Kỳ đang đàm phán một hiệp ước chia sẻ dữ liệu sẽ cung cấp các biện pháp bảo vệ pháp lý mới cho Meta để tiếp tục chuyển dữ liệu người dùng giữa Hoa Kỳ và châu Âu. Trước đó, có một thỏa thuận sơ bộ đã được công bố vào năm ngoái. Kính thưa quý vị, trong khi đó thì 100 người đi xe đạp địa hình đua trong thử thách xuống dốc ở Bolivia. Thành phố La Paz đã tổ chức vào hôm Chủ nhật phiên bản mới của cuộc đua xe đạp thử thách xuống dốc tốc độ cao. Hơn 100 người đi xe đạp địa hình đã tham gia cuộc đua xuống dốc chóng mặt dài 3.6 cây số, bao gồm các đường dốc, bậc thang và đường mòn, thậm chí là cả cầu treo. Các nhà tổ chức sự kiện cho biết họ đang tìm kiếm để La Paz phá kỷ lục thế giới về chặng đường xuống dốc đô thị dài nhất thế giới mà Colombia hiện đang nắm giữ với quãng đường dài 2.4 cây số. Franklin Espada, người Bolivia, đã giành chiến thắng ở hạng mục Elite Pro và hoàn thành đường đua hẹp trong 6 phút 2 giây, phá kỷ lục và giành lấy danh hiệu. Tòa phúc thẩm không chấp nhận đơn kháng cáo nộp thay cho cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC với bà cựu chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn vào ngày 22 tháng 5 ra quyết định không chấp nhận kháng cáo mà các luật sư bào chữa nộp thay cho thân chủ của họ. Truyền thông của nhà nước dẫn quyết định của hội đồng xét xử về căn cứ không chấp nhận đơn kháng cáo do luật sư bào chữa nộp thay như sau. Các bị cáo bỏ trốn từ giai đoạn điều tra, bị truy nã và đến nay chưa có kết quả. Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử các bị cáo, niêm yết bản án công khai theo đúng quy định của pháp luật nên các bị cáo phải tự kháng cáo. Đến nay, hội đồng chưa nhận được đơn kháng cáo của các bị cáo, đồng nghĩa với việc các bị cáo từ bỏ quyền kháng cáo bản án. Như tin đã loan, vào ngày 4 tháng 1 năm 2023, Tòa Hà Nội tuyên án trong vụ vi phạm quy định đấu thầu, lợi dụng chức vụ quyền hạn, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng, đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, công ty AIC và các đơn vị có liên quan. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị hội đồng xét xử tuyên 16 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 14 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Nhàn là 30 năm tù. Hội đồng xét xử còn tuyên án 35 người khác trong cùng vụ. Phiên tòa sơ thẩm xử vụ án vừa nêu đã khởi sự vào ngày 21 tháng 12 năm 2022 tại Tòa án Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị xác định có vai trò lớn trong vụ án. Báo Nhà nước dẫn tin từ cơ quan điều tra cho biết bà này trốn truy nã và bị phát hiện đang ẩn mình ở châu Âu.
Bản thân bà Nhàn từng là trung gian cho các vụ thương mại, vụ mua bán vũ khí giữa Việt Nam và những nhóm quốc phòng của phương Tây. Trong đó có thương vụ mua bán một vệ tinh quân sự cho tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ Israel AIA vào hồi năm 2018. Viện Kiểm sát Bắc Giang khởi tố hai công dân, yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh tiếp hai công dân là Nguyễn Thị Vĩnh và Nguyễn Thị Hương, trú tại tổ dân phố Yên Ninh, thị trấn Nến, tỉnh Bắc Giang, bị khởi tố và bị cấm đi khỏi nơi cư trú với cáo buộc gây rối trật tự. Hai bà cùng một số người dân khác vào ngày 2 tháng 2 năm 2023 đã đến tại trụ sở Công an tỉnh Bắc Giang kiến nghị được gặp Giám đốc. Truyền thông nhà nước dẫn nguồn tin từ Viện Kiểm sát tỉnh Bắc Giang về các biện pháp vừa nêu. Tuy nhiên, không nêu rõ lý do mà nhóm công dân kiến nghị được gặp Giám đốc Công an tỉnh để rồi bị quy tội gây rối trật tự. Tin cũng cho biết nhóm công dân không được Giám đốc Công an tiếp theo, tiếp vào hôm ngày 2 tháng 2 tập trung tại cổng trụ sở công an của tỉnh, cho đến khi hai bà là Nguyễn Thị Vĩnh và Nguyễn Thị Hương bị cưỡng chế về trụ sở làm việc mới giải tán. Tại Việt Nam, nhiều vụ người dân bị quy tội gây rối trật tự hay lợi dụng các quyền tự do dân chủ, v.v. do phản đối quyết định của các cơ quan chức năng liên quan đến quyền lợi của họ. Đơn cử hai phụ nữ tại Hà Tĩnh là bà Thái Thị Bé, 67 tuổi, ngụ xã Phúc Trạnh, huyện Hương Khê và Hoàng Thị Sơn, 65 tuổi, ngụ ở huyện Hương Khê. Hồi tháng 4 vừa qua cũng bị công an tỉnh này khởi tố và bắt giữ với cáo buộc phát tán tài liệu, treo băng rôn, khẩu hiệu, nói xấu cơ quan, đoàn thể không đúng sự thật lên mạng xã hội. Theo công an của Hà Tĩnh thì cả hai bà Bé và bà Sơn thường viết đơn khiếu nại, kiện cáo và gây rối, làm mất an ninh trật tự tại cơ quan, công sở và các nhà lãnh đạo ở huyện Hương Khê. Ngoài ra, hai phụ nữ này còn phát tán tài liệu, khẩu hiệu nói xấu các cơ quan và lôi kéo hàng ngàn lượt người xem và bình luận tiêu cực. Trên các video được lan truyền trên mạng xã hội và YouTube, bà Thái Thị Bé đã tố cáo lãnh đạo chính quyền xã và đảng ủy xã Phúc Trạch lợi dụng chức quyền, lấn chiếm đất công, giả mạo chữ ký, hồ sơ, làm sai luật đất đai, chiếm lĩnh đất nhà nước và trị giá này là lên tới 3 tỷ Việt Nam đồng. Thông báo đóng đường và giao thông sẽ bị trì trệ vào cuối tuần lễ Memorial Day, bắt đầu từ thứ Sáu ngày 26 tháng 5 đến thứ Hai ngày 29 tháng 5 năm nay. Lễ hội Garden Grove Strawberry Festival thường niên lần thứ 63 sẽ diễn ra tại công viên Village Green Park, tọa lạc tại 12732 đường Main Street. Lễ hội kéo dài 4 ngày cuối tuần này được dự đoán kẹt xe và giao thông đông đúc sẽ diễn ra vòng quanh khu vực. Người lái xe nên lên kế hoạch phù hợp để đi lại và tránh sự chậm trễ. Tại đường Main Street phía bắc của Acacia Parkway sẽ đóng cửa từ thứ Năm ngày 25 tháng 5 đến thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm nay. Vào thứ Bảy, ngày 27 tháng 5 năm nay, từ 5 giờ sáng đến 2 giờ trưa, các tuyến đường sau đây sẽ đóng cửa cho cuộc chạy bộ. Số 39 Strawberry Storm, 3 hàng năm và diễn hành. The Acacia Parkway, từ Garden Grove Street đến Civic Center Drive, đường số 9 giữa Cherry Lane và Orangewood Avenue, đại lộ Chapman Avenue giữa West và Nelson Street, đường Euclid Street giữa Orangewood Avenue và Garden Grove Boulevard. Các xe cộ lưu thông không được phép lái xe hoặc đậu xe trên các đường phố cho đến khi cuộc chạy bộ 5K và diễn hành kết thúc. Các đường phố bị ảnh hưởng do đóng đường sẽ được đăng với bảng là No Parking và cư dân xung quanh khu vực sẽ được thông báo trước. Nếu xe đậu trái phép và được thấy trên đường phố sau 4 giờ sáng vào ngày thứ Bảy, ngày 27 tháng 5 năm 2023 sẽ bị kéo đi và tạm giữ. Kính thưa quý vị, và đó cũng là bản tin cuối trong chương trình tin tức tổng hợp đầu ngày của đài truyền hình IBC TV do sứ ngôn viên Linh Trịnh và Hà Anh phụ trách. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả quý vị khán thính giả cũng như các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Hà Anh và Linh Trịnh xin trân trọng kính chào và kính chúc quý vị một ngày vô lượng an lạc.